Hai thanh niên vờ hỏi mua dây chuyền rồi cướp lấy và tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại. Mời quý vị cùng theo dõi và cảnh giác. Theo thông tin ban đầu, hơn 19 giờ ngày 13 tháng 4, hai nam thanh niên đi vào tiệm vàng DK, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương để hỏi mua vàng. Khi chủ tiệm vàng đưa vàng cho một nam thanh niên xem, thì người còn lại đi ra ngoài nổ máy xe đứng đợi sẵn. Bất ngờ, nam thanh niên phía trong cầm vàng bỏ chạy ra ngoài, lên xe cùng đồng phạm tẩu thoát. Thế vậy, chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính để đuổi theo, nhưng không thể đuổi kịp. Thời điểm giả vờ mua vàng, cả hai nam thanh niên đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang. Chiếc xe máy hai nam thanh niên sử dụng không có biển số.